6, ngày khải hoàn dinh toàn có hot. Vào game ngay. Ơ, định rồi. Định đuổi bắn ai ấy. Đâu nó đâu ở tận đây này. Các bạn ơi, hiện tại thì chỉ có 25% bạn trên kênh của mình bấm vào nút đăng ký, 74% bạn còn lại chỉ xem nhưng chưa bấm vào nút đăng ký. Trước khi xem video, các bạn nhớ bỏ ra 3 giây bấm vào nút đăng ký, nút like, nút chuông để mỗi lần mình ra video, các bạn sẽ được cập nhật thông tin sớm nhất nha. Nhóm nắm nhất luôn kìa. Sao đâu? Ui, ai đột đấy? Không biết nữa. Hay quá luôn. Thôi mới dính chóp chưa? Dạ, dính chóp. Thế gãy giò luôn. Ngu thì chết chứ bệnh hoạn gì. Anh Tú qua đó lút mình nha. Em phát hiện. Ừ, đúng rồi. Không ngờ anh là tham lam. Tham lam. Được rồi đúng không? Anh Tú, anh bắn hả? Sao bây giờ nếu mà không có A đúp thì em bắn bằng cái gì? Ai mà biết được. Không có A đúp anh còn biết hết. Anh phải bắn những khẩu khác chứ. Anh có bắn nhưng mà cái khẩu đấy không hủy diệt nên là không bắn. Ôi trời ơi. Giống như em phải không? Anh phải bắn giống như em. Nhưng mà bây giờ không có súng gì em cũng bắn được. Không súng gì vào tay em. Như vậy em có bắn chết chúng nó không? Chết xong chết anh. Em phải cầm một khẩu súng cung cấp và em bắn nó chết 3-4 thằng cơ. Ừ. Được không? Được anh. Đúng. Trời, em cầm 100 cái map cũng được mà. Anh có mấy khẩu A đúc rồi. Chưa khẩu nào luôn. Nani? Toàn Kashita. Cần mẹ lắm. Em là tao hết. Anh thấy cầm vào lúc mà đổi súng anh cảm thấy nó bị delay sao á? Thì như bộ đồ này nó bị lỗi á, mỗi lần hiện con rồng ra mà mình đổi súng một phát á, nó bị delay hay sao, khó chịu quá à. À thế à. Nhiều thứ hiện lên phải. Ờ. Nhìn khó chịu thiệt chứ. Định rồi. Định đuổi bắn ai ấy. Đâu nó đâu rồi ta, đây nè. Nghe bắn ghê quá, không thèm lên nữa luôn. Bộ vui lắm hả cười. Ê không anh. Ê. Nó hơi xây nhỏ ở dưới ấy, nghĩa đụ này. Em như cái nhíp không anh? Ê cái gì? Em như cái nhíp. Mày bị điên à? Cái nhíp là cái gì? Cái nhíp kiểu lông lách á. Ờ đúng rồi. Ồ. Anh nắp ra. Nhíp ra. Bắn mình phải êm nha anh. Anh đưa em nhà vô bảo tiên ho. Có thấy ai? Chân nó lắp cái cục tiền. Cái cây. Cái phòng này. Ây da. Lốc một thằng. Thằng gốc cây chết chưa? Chưa. Ơ con, nó cứu được rồi. Ôi cái thằng này vừa được hồi sinh dậy lại chết tiếp. Nó chạy lên. Cái chi xua giữa anh và em có một, thế là giữa anh và em có một. Chạy giúp nó, chạy vô là một. Hai thằng chạy xuống kìa anh. Thấy, anh thấy, anh thấy. Gục hai. Tiếp. Không thấy nữa nha. Cốp đen. À, phải bắn thôi. Chết, clear. Clear. Wow. Má, đúng lúc anh clear thì kịch sập đánh cũng phát ạ. À, dưới. Nó đâu vậy? Em không biết. Ờ. Thằng đó một màu. Để anh không phát chứ. Đâu à? Bắn tao. Có thằng chơi. Anh bấm nhập cái tới anh. À. Bên chỉ xu à. Thằng ngốc. Không. Trước mặt mình có thằng mà. Bốc phét ít thôi. Không phải, từ khi ra không phải. Em không nghe. Sao anh lại nghe ta? Một là mày bị điên. Em nghe nhập cái đồng đội rồi. Anh đang gửi xe đúng không? Hoặc là em nói thế để Chinsu cảnh giác không lút đầu. Ôi trời ơi. Anh nghĩ em xấu đến vậy luôn á. Đúng. Cái gì nữa, chiều trò lắm. Cái đấy trải qua hết rồi. Chiều trò lắm. Ngày xưa lút đầu chứ làm gì cũng thế.
lút bắn được một thằng xong có người ở hướng bao nhiêu kìa cái xong sẽ hết sạch đồ. À không, tao nhìn nhầm. Em là em không thấy cái gì luôn. Không thấy cái gì đến lúc. Không cái gì mà. Cứ đi giật thỉnh cái là ê có người trước mặt kìa, thấy không? Thấy không? Phải có thể không nhìn thấy không? Có người trước mặt kìa anh. Hay lắm. Ờ. Còn đúng cái nịt. Có lâu xuống. Ai sẽ phải bắn A đúc đấy. Hả? Ai sao lắm. Chết chưa? Đốc, đốc, đốc. Rất là còn đá. Ê, nhưng thôi đừng đây làm bia chúng nó bắn đó. Em ơi, cái lâu đài tình ai đó. Ôi, mát quá. Tôi đã không có bật điều hòa nữa rồi, trời ơi. Ở dưới thùng lũng có người kìa. Sao em ở đây mà em biết dưới thùng lũng có người? Thả thính ở dưới đó. Kiếp thế. Ăn tay anh rồi. Cái đấy. Mà thấy bao tiền đấy. Rớt nài luôn. Trời ơi, ghê chưa? Tên nè. Ba nào. Yêu. Ờ, keo anh. Keo hai quả keo mà. Bỏ vô anh. Bên kia có nhá. Vị trí ở đâu vậy? Ở giữa đồi ấy, chỗ cột điện ấy, anh đoán thế. Nghe cái tiếng ở đấy thôi mà. Móc khẩu xong móc khẩu cái khẩu này ra lại bị giật ta. Ai mà biết được. Không được mượn gái 18 không? Ừ, không được mượn gái 18. Mày cái tin là tao giặt vô trong mã mày không? Ơi nó trên đồi à. Bắn nó xuống bên nào chưa? Có lưng mình có kìa. Ơ, gần nhà có. Có lưng mình có chứ, cái chỗ hòn đá to đùng ấy thì phải. Không chắc. Cột điện nhà. Đúng rồi. Hình như nhà gỗ bên kia thì phải. Móc tao. Chết thằng móc rồi nhá. Hay quá. Hay quá. Có thằng nhảy kìa. 28 bắn anh à. Cứu được nhá, thoải mái nhá. Nó ở cột điện hướng 300 nhá. Có thằng nhảy sau nhà hướng 300, nó cầm 2K98 ấy, nó cầm 2K98 ấy. Hướng 300. Cứu được anh nhá. Nó chạy xuống gần cái gốc cây hướng 300 rồi. Ok, sai, em thấy, vẫn lên cứu được. Hướng 300 đâu trời, à đây. Ui em mọi người. Em cứ rút lui đi. Anh chạy ngang qua, băng qua đây anh bắn được, bắn. Bên phải. Ở dưới nhà gỗ. Cái thằng lợn bắn 2 khẩu K98 chắc. Ở đâu vậy? Pa mắt ít ở chỗ cây cột điện hướng 150-155. Ở cơ đâu luôn. Không lắc được thằng đấy. Rồi nóc rồi, chết rồi. Ok, cảm ơn bạn. Ơ cái thằng bắn 2K98 rồi nhở. Ê, anh bắn được 2 thằng đấy cho mọi người nhá. Ui, mất mẹ rồi trời. Ê, đục keo này. Cắt thỏa má đi. Ôi. Cứu anh Jinsu ơi. Anh đâu? Lên cứu luôn đi. Anh dặm mình của thằng nào quỷ nào đặt đây. Dơ ghê thiệt chứ. Mọi người thấy cái bọn nó biết trả vào mọi người không? Thấy, em đang tính lên đơm nó nè. Từ từ, thu sự chú ý nó đi xong rồi anh bắn hết được bọn đấy. Nó chắc là chạy lên nhà gỗ hoặc là nhà lờ gì đó. Thế nhưng nó không đứng ở giữa được rồi vì anh đốc một thằng rồi còn chim té rồi sao ấy. Anh cứ nghĩ sau lưng mình sẽ vẫn còn một thằng bắn K98 ấy mà. Em thấy hai thằng. Ôi nó còn kìa. Ủa bắn cao. Anh bắn à? Hai đó. Anh. Em nghe tiếng ngủ. Em chơi nó cho. Chứ cái đòn. Sau lưng cái bóng cô ở ngoài bo không? Sau đá, sau đá. Sau lưng không, em không nhìn được sau lưng nhá. Nhà lờ. Nhà lờ này. Rồi, Lia. Lia. Ooh. Amazing, good job. Thật là khủng khiếp. Thanh Long truyền kỳ. Anh vừa lê thằng đó, em vừa lê thằng bên này luôn á. Ờ, wow, 20 kill luôn. Xứng đôi vừa lửa. Thấy không? Anh thấy chưa? Thấy. Anh thấy trình em lên bằng trình anh chưa? Chưa. Chẳng qua đam không nhiều thôi.